Mình xin chào tất cả các bạn. Mình cũng xin chúc tất cả các bạn đang xem video mình ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Thì video hôm nay mình cũng lên đường để đi túc ếch đồng bằng 12 cửa ngục nữa nha các bạn. Hôm nay thì mình không túc ngoài ruộng mà mình túc trong vuông cá. Do cái vuông cá đây thì ông thu hoạch cá xong rồi, ông phê đáy ao cũng tầm cỡ 4-5 ngàn tầng lễ gì đó. Giờ ông cho nước vô thì ông có điện mình kêu mình qua đặt bắt mấy ếch giùm nha các bạn. Nói chung để mùa này á, ở miền Tây mình là mùa nắng các bạn, khi mà mấy khu nào nó khô rồi mà có nước lại á thì con ếch nó hay xuống đây để nó bắt cặp mà nó đẻ nha các bạn. Thì nuôi những anh em nuôi cá bột á thì nói chung là người ta sợ mấy con ếch nó xuống lắm nha các bạn, xuống là nó ăn hết bột á, nó xuống nó đẻ, nó đẻ nồng nà trứng bạn, nó nở nồng nọc á, nồng nọc nó sẽ ăn cá hương cá bột nha các bạn. Thì mình cũng ra tới điểm rồi, giờ mình chở máy lại mình quay một cái để chia sẻ với các bạn ha. Chứ mình đặt hôm nay tới 8 cái đó các bạn. Bữa nay hôm nay mình chơi lớn nha các bạn. Đặt 8 cái 12 cái ngục luôn đó. Tại trong vuông cá thì thông thường á, chủ vuông người ta ngủ người ta giữ đồ giùm mình đỡ nha các bạn. Còn đặt ngoài ruộng mình không dám đặt nhiều. Ngoài ruộng thì mình đặt 1-2 cái là dữ lắm rồi. Còn trong vuông cá này thì mình có nhiêu mình đặt hết nhiêu. Rồi mình mời các bạn trải nghiệm mình đặt thử cái 12 cái ngục này xem sao nha các bạn. Địa hình mình chọn là vuông này các bạn. Vuông này thì ông anh đóng phê đáy ao hổm gài cũng... ông nói đâu 5-6 ngày, 6-7 ngày gì nha các bạn. Ông mới cho nước vô, nói chung là nước mới vô chim chép bạn, chưa có đủ nước ha. Tại do quê mình cỡ này mùa nắng đó thì cho vô chỉ được có nhiêu đây hà. Rồi tối nay á, ông anh đây ổng sẽ cho nước vô thêm. Thì mình có đặt đây một cái để quay chia sẻ với các bạn đây. Thì nói chung đặt cái này cũng đơn giản mà ơi. Mình mới có đặt test thử 1-2 cái ha. Còn ở trên xe mình đậu ngoài đó các bạn, còn đâu 4-5 cái nữa thôi thì mình đặt cho nó xong luôn. Thì mình đặt theo vuông cá là mình sẽ đặt xuôi theo bờ vậy các bạn. Mình sẽ đón những con ếch đó, nó sẽ tự ở bên cái mương lắng bên đó các bạn. Bên bờ chuối bên đây có cái ao lắng nè. Bên cái ao lắng bên đây nó sẽ đi qua tối á. Nó sẽ đi qua đây để nó bắt cặp nó đẻ đó. Cho nên mình đón cái 12 cái ngục mình sẽ đặt bên đây. Thì tối đêm nay á, mình sẽ gắn một cái lo mình thổi chỗ cái cây mình cầm nè. Mình sẽ gắn cái lo mình thổi ngay vị trí đây. Thông thường cái vuông này theo như mình thổi 3-4 cái cũng được nha các bạn. 3-4 cái lo cũng được mà mình không có lo nhiều, mình có một cái một à. Thì mình cũng đang sắm thêm 2 cái nữa mà người ta chưa có ship xuống kịp nha các bạn. Nên tối đêm nay thì mình đánh chỉ một cái thôi. Nói chung đánh trong vuông thì ếch nó sẽ bự hơn nha các bạn. Nó bự hơn ở ngoài ruộng mình. Thứ nhất, thứ hai nữa là cái tỷ lệ nó bị mắc lú đồ thì ít nha các bạn. Nên mình khoái đánh trong vuông mà. Mấy năm trước mình đánh trong vuông mà. Có năm nay có mấy hôm trước thì trong vuông cá người ta chưa có sức mình đánh không được. Nên mình đánh ở ngoài ruộng. Thì cái mấy video trước mình đăng đó các bạn. Thì cách mình đặt cũng đơn giản như vậy. Tối đêm nay á, thì theo như ông anh ông cho nước vô thì ông nói nó sẽ tới cỡ khoảng mí này nha các bạn. Giờ mình đặt hay treo lên chút á, thì tối nước nó sẽ lên tới mí này. Còn nếu mà nước nó có lên nhiều quá thì mình sẽ về cái lú xích cái 12 cái ngục xích lên nha các bạn. Chứ mình không để cho lúc luôn. Để lúc luôn ngập á, thì nó dính yếu. Cái vuông này á, thì năm ngoái nếu mà các bạn có xem kinh mình nhớ là năm ngoái mình có đánh khu này nha các bạn. Năm ngoái đánh khu này hai đêm hình như là cũng hơn 20 ký đó các bạn. Dính ếch, dính cua, dính gắn lộn xộn nha các bạn. Thì cái này là thông thường quê mình kêu gọi là cá 12 cái ngục đây. Thì giờ này đâu cũng 4 giờ rưỡi nha các bạn, nên trời còn hơi nắng. Mình tranh thủ mình đặt cho xong rồi mình thả về. Khi sáng mai á, mình có đi thăm á, thì nếu có dính mình sẽ quay chia sẻ với các bạn ha. Thì hôm nay mình bao dây hết cái vuông này các bạn. Mình đặt 8 cái, nói chung là xung quanh cái vuông này hết nè. Mình vừa đặt xong đằng đó 1 cái, đây 1 cái, với đầu ngoài đó 1 cái. Mình sẽ đem qua bên mép bên đó mình đặt 3 cái nữa, rồi hai cái bờ ngang đó mình đặt thêm 2 cái nữa là 8 cái. Rồi, bây giờ mình cũng hẹn lại gặp các bạn vào lúc sáng mai ha, khi mình có đi thăm. Còn tối nay thì mình qua mình gắn cái lo. Giờ này thì còn sớm quá. Tối qua mình gắn lo với mình chỉnh cái mực nước lại là sáng bắt đầu là mình qua mình thăm. Nếu có dính đó, thì mình sẽ quay chia sẻ với các bạn. Mình xin chào tất cả các bạn vào buổi sáng ha. Sáng hôm nay thì mình lên đường đi thăm mấy cái 12 cửa ngục mình túc ếch hồi đêm hôm nha các bạn. Chung mình bao dây hết cái vuông này nữa bạn. Đặt đầu 8 cái. Cái này là cái ngày mình chỗ mình thổi cái lo nè. Cái lo mình buổi sáng hình như là hết pin này. Bạn thấy nhảy xộn xộn đã ha. Thì hành trang mình đây nha các bạn, đem theo cái túi.
ra cái túi đựng nướng ếch thôi. Rồi cái còn nặng mấy hết biết rồi bạn ơi, lậu dưới kìa, tung tăng rồi. Hột gừng ếch cái tèo đông cục. Đây, hồi đầu này chạy đâu 2-3 con ếch cái gì nghe bạn. Ếch cái còn nặng mấy hết biết rồi, cạnh cạnh không nè. Dùng cá là thì vậy bạn, ếch cái là con nào nó cầm bàm tay đó. Thôi hơi chạy đó ăn cắp luôn. Đầu này chạy 3-4 con vậy. Mấy bữa nay mình bị cảm á, mình nói chuyện khao khát bạn thông cảm ha. Lo mình gắn đây. Miếng này cho nước vô để im quá bạn ơi. Quê mình á mà mấy thời tiết này mà có đám mưa xuống nha bạn, là mấy mương này đặc trúng lắm. Chạy không mưa nó xuống vậy chứ chạy mưa nó xuống gấp đâu vậy. Rồi đầu này dính có 2 con thôi, 2 con ít đực. Miếng này chắc đêm nay mình để lại thử một đêm nha các bạn. Nhưng mà thông thường cái đêm đầu tiên nó sẽ chạy nhiều hơn cái đêm thứ hai á. Thì để mình thăm hơi thử coi cái vuông này đêm nay coi chạy được nhiêu các bạn. Chứ thông thường mới vô nước á thì nó tịch hơn. Còn ếch cái bự nữa bạn, nằm một cục luôn. Đặt theo vuông cá. Nó dính con, nó không dính thì thôi bạn, nó dính con nào con nấy là cối cối không. Mấy ếch cái. Cá bự cỡ này nữa. Túi này như được 2 con cái. 2 ếch cái, 2 ếch đực hả bạn. 2 cái, 2 ếch cái, 3 ếch đực. Đầu này chạy 5 con. Mấy ếch cái đó còn tầm từ nửa ký. Dính ếch gì mới đã nha bạn. Dính ếch bự. Bắt nó đã tay lắm. Mấy ếch này, mấy ếch cụ sống lâu năm không. Đặt trong vuông cá thì mình phẻ cái là mình ít có ngủ dữ nha bạn. Còn đặt ngoài ruộng là phải ngủ dữ. Mà ngoài ruộng thì giờ mình đặt nhiều khi ngoài ruộng mình không dám đặt nhiều luôn mà. Đặt 1-2 cái. Đặt nhiều nhiều khi không ngủ dữ được á. Nhiều khi mình sợ hao mấy cái 12 cứ ngục. Còn đặt trong vuông cá thì trong vuông cá à, nói chung là ít có ai ra vô lắm. Bạn thấy ếch mở bự tốc độ cỡ này, 2 con này đâu gần cả ký nha các bạn. Cặp ếch này nè. Hết biết không? Cặp này gần cả ký rồi đó. Nổi cái đầu này không mà chạy trên ký luôn ếch rồi. Có 5 con ếch mà ếch bự bự không, ếch đực cũng bự nữa bạn. Ếch đực cũng bành cây. Đực 150-200 g, có con 300 g không chừng. Mấy con này thì chắc 150-200 g thôi. Còn cặp ếch cái này mới bự nè, cặp ếch cái này gần cả ký luôn. Quá đã, 2 con là mình cầm không giáp tay mà. Rồi, giờ để mình bỏ vô nha các bạn. Bỏ vô rồi mình đi bắt cái này ra. Rồi mình đi tới mấy cái tiếp theo nha các bạn. Tại bữa nay mình đặt tới 8 cái rồi. Mình vừa thăm một cái đầu rồi. Cái đằng đó cũng chạy được ký mấy nha các bạn. Còn cái này không biết sao đây. Cái này sao im ghe các bạn ơi. Cái này như nó không dính luôn hay gì. Cáo lỗi nha bạn. Bước xuống cái dốc nó tuột. Thôi rồi cái này dính con bạn ơi. Ếch cái bằng Luki. Hết biết ếch cái hả. Thấy ếch cái cạnh Luki. Cái hết biết bự rồi. Để mình lại đầu lần này coi có. Này trời chưa mưa bạn, nhiều khi ếch nó cũng chưa ra được nhiều đâu. Đầu này không dính. Thông thường mà có xuống đám mưa mấy con ếch nó kẹt trong hang á. Nó ra được nữa là nó dính mới dữ. Con ếch cái bự nữa. Ếch biết không? Cầm kỳ. Ếch bự bự gì á. Nó màu vô ký. Mình tháo dây ra cái rồi.
ếch cái bằng mày lớn bạn. Con này kìa, 400 gram nửa ký nghe bạn. Nó đã. Cái nãy thì dính nhiều, thông thường thì mình đặt cái lo đâu thì dính chỗ cái lo là nhiều nha bạn. Còn mấy cái góc khác thì nó dính chắc không bằng cái lo đâu. Chỗ cái lo không nãy cũng ký mấy rồi nè bạn. Cái chỗ cái lo nãy dính được 7 con. 2 con ếch cái, 5 con ếch đực. Mà ếch cái ở đây con nào cũng lấy từ 400 gram trở lên không ạ? 400 gram nửa ký, hơn nửa ký được không? Con nào cũng lấy. Cầm bàm tay. Rồi, giờ để mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo. Lại mà thấy cái túi nó nhảy sáng sáng nước gì là thấy có nữa nghe bạn. Cái lũ đầu kìa, đã không? Ít đực. Thôi, rồi còn ít cái nằm dưới kìa bạn ơi, bệnh lưu kỳ. Đầu này thì dính được 2 con ha, con cái con đực. Này đẻ trứng đêm hôm nữa mà. Còn hết biết ít cái à, cái này từng nửa ký, hơn nửa ký nha bạn. Mình phải đặt trong vuông cá là vậy bạn. Nó dính con nào con nấy là cả như cầm giáp tay á. Hết biết ếch bự à. Thấy ếch cái kìa. Con này từ nửa ký 600 gram á. Để mình lại đầu đẳng thử coi. Thôi rồi đầu này dính con ếch cái nữa. Bạn ơi con ếch cái hết biết rồi. Con này còn dữ hơn con nãy nữa. Rồi đầu này dính con ếch cái. Một bằng ếch cái bằng ba lớn nữa. Cái hướng này nó hơi chói chói mặt trời. Các bạn có xem thông cảm gì mình ha. Ếch cái này đâu cỡ 700 gram. Bạn thấy hết biết ếch cái không? Bự kìa. Con này 600-700 gram vậy bạn ơi. Mình phải đặt vuông cá vậy. Tuy nó dính không nhiều các bạn, nhưng mà nó dính con nào con nấy là đáng con đó. Cái vuông này gạt tối đêm nay mình để lại thử đêm nữa nghe bạn. Biết rằng là cái đêm thứ hai nó sẽ không tịch bằng cái đêm đầu rồi đó. Nó dính sẽ yếu hơn. Nhưng mà nhiều khi hên đó, nó dính tầm 5-10 con ếch thôi. Nhưng mà nhiều khi nó có ký. Tại vì do ếch nó bự đó bạn. Nên tối nay mình để lại thử một đêm coi. Thì tối nay chắc có khả năng mình sẽ đem xuống với đặt vài cái ở dưới mương này bắt cua với bắt lươn thử nha các bạn. Tại mình đặt lươn với cua thì mình đặt ngầm xuống dưới. Còn mình đặt ếch thì mình đặt ở trên bờ, đặt cặp mé bờ, cặp mé mương. Rồi một cái 12 con ngục mình nó dính tầm 2 con 3 con cũng được nha các bạn. Còn khi nào nó dính nhiều thì im nữa. Còn dính 1-2 con nhưng mà ếch bự gì cũng mau vô ký. Chứ thông thường mình đánh một đêm đầu á, nó sẽ dính mạnh, còn đêm thứ hai thì nó sẽ dính không mạnh không. Để nước mới cho vô á, con ếch nó mời hơn. Còn mấy đêm sau thì nó không tịch bằng. Mà do khu này mình thấy ếch bự quá. Nhiều khi đêm sau nó dính 5-6 con, mà 5-6 con ếch bự như vậy thì nó cũng mấy kilo. Nên chắc mình sẽ chừa lại đây. Này một cặp nữa, con cái còn đực. Con cái còn đực mà cầm cái muốn cũng không giáp tay bà. Cầm mới tới bụng, tại ếch cái này bự. Con này tầm nửa ký lô. Ít biết cái cái bự rồi. Cái này thì đầu này chạy được một con cái một con đực. Còn đầu ở đẳng chạy con ít cái. Con ít cái đẳng nó còn bự hơn con ít cái này nữa bạn. Ít cái đẳng ít đó chắc mình đón từ 600-700 gram. Ngon lành nha bạn. Mới thăm 3 cái đó. Hy vọng mấy cái sau mỗi cái 12 cái ngục mình nó chạy 2 con 3 con 2 con 3 con là trúng mánh nha bạn. Ít bự bự không à. Rồi để mình đi tới cái tiếp theo. Bằng chỗ cái mấy cái phi để đó cũng có một cái nữa đó bạn, có đặt còn đó cái nữa đó, ngay cái góc. Bây giờ mình thăm một cái thì nó dính 2-3 con, 4-5 con, có cái ngay lo dính được 7 con nữa bạn. Còn cái thì dính 1 con, 2 con, 3 con mà ếch con nào nó cạnh cạnh. Nói chung bầy ếch này nó to muốn kỷ lục hổm gài mình bắt đó bạn. Từ đầu mùa tới giờ mình đặt chưa có bữa nào hôm nào mà trúng mấy con ếch khủng cỡ này. Bữa nay dính mấy con này hết biết bự rồi. Thì mình đi cái hướng này nó hơi ngược mặt trời, cho nên là hơi chói chói, các bạn có xem thông cảm ha. Thôi, đầu này dính ít đực bạn ơi. Đực. Mương này công nhận ít cái con nào cũng lấy hết biết bự. Cái con nào cũng lấy nửa ký, 400 gram, 600-700 gram, nãy có 1 con, có 700 gram. Đây nằm đây các bạn. Ít cái này cũng khủng luôn các bạn. Ít cái hết biết ít cái không. Tại nước bọt á, nước bọt lên cái nó tối tối nè, cái cành chân nữa nè. Ủng ủng giống nè. Thôi,
Đầu này được cặp ít cái bạn ơi, cặp ít cái, hai con ít cái với hình như hai con ít đực, hai con ít đực vậy, còn hai ít đực bạn ơi, hai con đực hai con cái, quá đã. Giờ cái này chạy được 5 con các bạn, đầu lần đó thì nó chạy con ít đực hả, còn đầu này thì nó chạy được hai cặp bốn con mà trong đây hết hai con hết cái. Hai ít cái bành kia nữa, quá đã. Nói chung là ít cái khủng kỷ lục luôn đó bạn ơi, chúng bày ít to kỷ lục thiệt. Hổm gài là mình bẫy cũng bự bự ha, mà chưa có con nào mà đạt tới mốc là 700g các bạn. Hổm gài hình như là 600g, có bữa nay nãy có con nó cỡ 700g, còn nửa ký 600g là mấy con, như cặp ếch này cũng cả ký nữa nè, hai con ếch cái này thôi là gần cả ký nữa. Ếch biết rồi, hai ếch cái này là chắc mình cầm không giáp tay luôn quá bạn, quá bự. Hai ếch cái cầm không giáp tay nổi bạn ơi, hai con này chắc cỡ ký nha bạn, ký cứng ký không chừng nữa. Ếch biết cặp ếch này bự nè, quá đã bạn ơi. Cặp này gần cả ký nha bạn, ký cứng ký không chừng nè, bạn lưng hết hồn không, con nào cũng lấy một bụng trứng nè, ý là nó đẻ đó bớt nữa bạn, nó vô đây đẻ bớt rồi. Còn con ít đực nó cũng bự nữa kìa, đực nó đâu chừng 200g, hơn 200g. Ủa mình nhớ hồi nãy như hai ít đực luôn mà đâu hết con rồi. Ừ, cái này vậy là có một con ít đực hả bạn ơi, hai con ít cái, con ít đực, còn này con cóc nãy mình tưởng con ếch, con cóc bạn ơi, con cóc nè, nằm mình tưởng đâu con ếch không mà không phải, con ếch, con cóc bên đó con ếch á. Vậy là cái này chạy được 3 con nhé bạn, 3 con đầu đẳng, con nữa 4 con. Rồi giờ để mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo. Cái này mình thấy cũng có nước bọt nữa nè các bạn. Nói chung có nước bọt bọt vậy là có ếch á. Trời ơi, nhìn không có con nào chứ bạn. Đầu này chết quốc rồi. Này chắc bọt nước nó tạt vô quá. Đúng rồi, bọt nước xanh bạn ơi. Bọt nước trắng trắng mới lụm. Mừng hụt. Thôi, cái đầu đằng đây nha các bạn. Kìa, đoạn đây bạn thấy kìa, nhảy sổn sổn trước kìa. Ừ, cái bành kỳ nữa đó. Cái đầu này hình như được một con cái, hai con ít đực thôi vậy thôi. Nhảy sộn sộn đã không bạn, đúng rồi. Con ít cái, hai con ít đực. Hai ít đực cũng bự nha bạn, hai đực nó 300-400g. Còn ít cái này không bự bằng mấy ít nãy chứ cũng bự nè. Con này chắc tầm cỡ 400g, 300-400g. Dính thêm con cóc nữa chứ. Trời, một cái 12 cái ngục mình dính hai con ba con thôi là cũng trúng như thường các bạn, nhờ mình đặt nhiều. Mình đặt trong vuông thì thông thường mình hay đặt nhiều lắm, mình có nhiều mình đặt nhiều à. Có nhiều cái 12 cái ngục là mình đặt hết. Còn khi ở ngoài ruộng á thì mình sợ mắc nên mình không dám đặt nhiều. Bởi có mấy anh em hỏi sao anh đặt có gì có con cái à. Tại ở ngoài ruộng thì mình không dám đặt nhiều nha các bạn. Chứ vô vuông cá rồi thì nói chung chỗ nào mà mình thấy vững bụng là mình đặt nhiều à. Còn nhiều khi đặt nhầm chỗ mình phập phồng á, mình sợ mắc 12 cái ngục không dám đặt nhiều. Tại ở đây mình xài lo mini á bạn, cái lo đó cũng dễ bị lấy lắm, tại nó nhẹ hiều hả, để nó bỏ túi là được rồi đó. Mấy ếch đực cũng bự quá bạn. Ba con cầm cũng không muốn giáp. Rồi, ba con nghe bạn, con ếch cái tầm cỡ 400g, còn mấy ếch đực con 150-200g à. Đực cũng bành kỳ nè. Ngon lạnh bạn ơi, quá đã. Rồi giờ để mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo nữa nghe bạn. Nãy giờ mình thăm mấy cái mình cũng quên. Thấy ếch dính ếch bự thấy ham quá nên không nhớ.
cái này sao mình thấy im ghe các bạn. Không thấy nhảy sộn sộn mà không thấy bọt nước gì chân nè. Cái này chết quất rồi. Để mình lại đầu đẳng thử coi. Thôi, đầu này dính cua các bạn ơi. Rồi, giờ để mình đi tới cái tiếp theo. Còn hình như hai cái nữa cũng hết rồi các bạn ơi. Đi từ xa xa lại mình không thấy sáng sát nước là thấy không mê nha các bạn. Sáng sáng nước mới thấy đã. Sáng nước nó mới dính. Thôi, cái này chạy cua. Chạy mấy con cua. Mấy cá không dính này nữa, chắc chiều chiều hôm qua mình chỉnh mực nước lại các bạn. Mình sẽ đưa xuống dưới mương đây. Nhiều khi mình đặt cua dưới đặt lương không chừng. Rồi hai cái kiền không dính luôn bạn ơi. Rồi còn cái cuối cùng. Để mình đi lại cái cuối cùng có dính không. Còn cái cuối cùng mình thấy cũng chất quớt luôn mà dính mấy cắp gì không nè. Không thấy bọt bè nhảy nước bọt đồ lên mới thấy ham nha bạn. Này dính cắp gì không nè. Chất quớt. Còn ba cái cuối nó không dính bạn ơi, nó dính được 5 cái, mình đặt hôm nay mình thăm là 8 cái. Dính ba cái không dính chứ 5 cái dính. Cái này cũng chết luôn. Chạy con lươn nhỏ. Nói chung là cái chỗ mà cái máy đó không dính bạn, cái chỗ này cũng không dính. Cái đây không dính nữa là ba cái không dính. Thì lên đây mình quay thành quả bạn xem cái ha. Thì bữa nay mình hơi mình vô trong trại đây á, mình cũng để lại trong chủ vuông nha bạn. Tại chủ vuông ta dặn luôn rồi. Nó đặt ở đây thì giao ở đây luôn rồi. Mình khỏi đem về nhà, khỏi bán ở nhà, bán ở đây luôn. Bữa nay nói chung là tuy nó không có được quá trúng nhưng mà nó cũng gọi là trúng nha bạn. Này cũng mấy kilo đó. Tuy rằng số lượng con nó không có được nhiều nhưng mà nó trúng cái bầy ít cái khủng bạn ơi. Này nói chung là khủng mà to kỷ lục luôn. Có một con đâu chừng 700 gram. Một túi gì đâu bạn. Vậy cũng như trúng đi bạn ơi. Để anh mở bạn xem cái ha. Một con tay hơi lộng cộng, mong các bạn thông cảm ha. Mình quay vậy mới rõ cho bạn dễ xem. Con nào con nấy bằng bài lớn không đó bạn. Nói chung chúng chúng bày ít cái khủng to kỷ lục nha các bạn. Con còn nhớ con nó bự lắm bự. Có 700 gram mà. Đó, hình như con đó hay còn nữa vậy bạn ơi. Nó nằm ở dưới rồi đó. Con nào con nấy bạn thấy hết biết không. Nói chung là bữa nay mới đầu mùa tới giờ mới chúng bữa nay là bày ếch cái này to kỷ lục luôn mà. Bự hết biết bự rồi. Mấy bữa trước nó cũng bự nha các bạn. Nhưng mà nó không có con nào mà đạt cái mốc như cái con đó. Chứ con đó đâu chừng 700 gram. Còn nằm dưới mấy con bự nữa đó. Nằm bên góc đó nữa kìa. Quá đã nha các bạn. Thì giờ để mình vô trong trại mình giao cho ông chủ vuông đây luôn. Cho ông anh chủ vuông đây nha các bạn. Ông anh chủ vuông đây em kêu mình đặt rồi giao cho ông luôn rồi. Rồi mình vô chổng mình căng có được mấy ký nha các bạn. Mình cũng vừa vô tế trại của ông anh đây các bạn. Đây trại đây của ông anh. Thì mình căng tổng kết thành quả bạn xem cái nha. Rồi mình giao ếch này cho ông anh luôn. Thì đây cái số ếch đây. Nói chung là cũng khá nặng nha các bạn. Mình quấn lại mới được rồi. Tại cây căng coi mượn cây căng của ông anh nó không có cái giá. Nó hơi khó để. Có mấy con mà 4 ký mấy rồi bạn ơi. 4 kg 3 mình trừ cái túi 100 gram ra cũng còn 4 kg 2 nha các bạn. Có mấy con ếch mà chạy 4 kg 2 đó bạn. Chạy có mấy con mà ếch nó bự. Này chục hơn chục con gì nè. Mình cũng hết nhớ rồi. Mà ếch cạnh cạnh không à. Có con này các bạn thấy nè. Con này đâu chừng 700 gram. Rồi bây giờ mình cũng xin kết thúc video đây. Nếu các bạn có xem kênh mình thì cũng nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký hoặc cho một like, một chia sẻ gì nha các bạn. Để mình có động lực đó mình làm nhiều video về đề tài săn bắt hơn thì mình cũng máy bay các bạn. Hẹn gặp các bạn ở video sau.